Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin VinFast tạo việc làm cho người Mỹ và hưởng ưu đãi. Việc công ty ô tô của Việt Nam VinFast thuộc tập đoàn Vingroup dự định đặt nhà máy ở tiểu bang North California, Mỹ đã trở thành câu chuyện quốc tế tuần này. Hôm 29 tháng 3, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Biden có dòng tweet cũng như thông cáo trên trang web của Nhà Trắng cho hay đây là dự án tới 4 tỷ đô la tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm ngàn xe điện chạy pin tại Mỹ. Đây là hình ảnh dòng tweet của Tổng thống Biden ca ngợi dự án 4 tỷ đô la của VinFast. Ông Biden nói dự án VinFast nối tiếp các thông báo vừa qua từ GM, Ford và Siemens, trở lại đầu tư ở Hoa Kỳ và tạo việc làm. Còn VinFast trong thông cáo ngày 30 tháng 3 nói nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp tại Point, hạt Chatham với diện tích khoảng 800 ha và bao gồm 3 khu vực chính: khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện, khu vực sản xuất pin cho các sản phẩm xe điện và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu nói rằng những cam kết mạnh mẽ của North California về phát triển năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải biến nơi này thành địa điểm lý tưởng để VinFast phát triển các sản phẩm xe điện cao cấp, thông minh và thân thiện với môi trường. Cơ sở sản xuất ngay tại thị trường sẽ giúp cho VinFast chủ động nguồn cung, ổn định giá thành và rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm, giúp xe điện của VinFast trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu cải thiện môi trường của địa phương. Ưu đãi của bang North California đã được chia sẻ. Bladen Journal, tờ báo địa phương của bang North California cho biết tiểu bang này và hạt Chatham hứa chi ra gần 1,2 tỷ đô la tiền ưu đãi trong 32 năm nếu VinFast thực hiện được các mục tiêu đề ra. Đây là hình ảnh VinFast công bố biên bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy ở bang Bắc California. Tờ báo tường thuật rằng sử dụng chương trình hỗ trợ đầu tư và phát triển việc làm chuyển đổi của tiểu bang, VinFast có thể được nhận khoản tiền bồi hoàn lên tới tối đa 316,1 triệu đô la từ tiểu bang trong vòng 3 thập niên nếu công ty đạt được các mục tiêu tuyển dụng. Tiểu bang cũng sẽ chi thêm 450 triệu đô la nữa cho cơ sở hạ tầng xung quanh địa điểm. Tổng số tiền mà tiểu bang có thể chi dự tính là 776 triệu đô la. Và ngoài ra, hạt Chatham còn có thể dành cho VinFast gói ưu đãi 400 triệu USD nữa. Tiểu bang North California ước đoán nhà máy của VinFast có thể giúp tạo ra 71,59 tỷ USD cho kinh tế tiểu bang trong 32 năm. Có khả năng VinFast sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho tiểu bang trong phần lớn thời gian của 32 năm, vì dự kiến North California sẽ xóa dần thuế doanh nghiệp từ năm 2029. Đây là hình ảnh VinFast tham gia triển lãm xe hơi tại Los Angeles vào năm 2021. Còn trang Take Right cũng là tờ báo của bang North California cho biết thêm về chương trình ưu đãi của bang như sau. Trợ cấp đầu tư phát triển việc làm thực chất là khoản hoàn lại thuế thu nhập tiểu bang khấu trừ từ nhân viên, trị giá là 316 triệu USD trong 32 năm nếu đạt được các mục tiêu tạo việc làm. Một khoản đầu tư của tiểu bang lên tới 450 triệu đô la để chi trả cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo đường và bổ sung cơ sở hạ tầng cấp thoát nước. Đào tạo cấp cao đẳng trị giá 38 triệu đô la, khoản tài trợ từ Golden Gate 50 triệu đô la và 400 triệu đô la ưu đãi từ hạt Chatham. Theo các báo ở Mỹ, VinFast cho biết mục tiêu của họ là tạo ra 7.500 việc làm tại nhà máy ở hạt Chatham với mức lương trung bình là 51.000 USD mỗi năm. Mức lương trung bình hàng năm của hạt Chatham hiện nay là 41.000 đô la. Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ được khởi công ngay trong năm 2022 sau khi nhận được giấy phép xây dựng và dự kiến sẽ được vận hành vào khoảng tháng 7 năm 2024. Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 150.000 xe mỗi năm. Cũng theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy theo nhiều giai đoạn khác nhau. Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy bao gồm mẫu VF9 dòng xe cỡ lớn 7 chỗ ngồi và VF8 dòng xe cỡ trung 5 chỗ ngồi. Nhận định rằng Thống đốc bang North California phát biểu North California đang nhanh chóng trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch. Dự án tầm cỡ của VinFast sẽ mang đến nhiều việc làm tốt cho địa phương, cũng như một môi trường trong lành hơn khi ngày càng có nhiều xe điện xuất hiện trên đường phố, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Đây là hình ảnh nhà máy sản xuất xe ô tô VinFast tại Hải Phòng. Trang AutoWeek vào ngày 30 tháng 3 thì nói như sau: nhà máy ở North California có thể là một điều tuyệt vời cho nền kinh tế địa phương, và sự cạnh tranh đa dạng hơn đối với các loại xe điện sẽ là một tin tốt cho người tiêu dùng. Nếu VinFast có thể hoàn tất được thời gian gấp gáp này thì đó sẽ là một điều ấn tượng. Còn tạp chí danh tiếng The Economist tuần này thì dành hẳn một bài phân tích, trong đó nói rằng: tuy nhiên, tham vọng không đảm bảo thành công, các doanh nghiệp công nghiệp của VinFast, trong đó sản xuất ô tô là lớn nhất, đã ghi nhận một khoản lỗ ròng khoảng 1 tỷ đô la vào năm ngoái. Chris Robinson của Look Research, một công ty phân tích, hoài nghi về khả năng của VinFast trong việc cạnh tranh với các sản xuất ô tô lớn lâu đời như Volkswagen, và hãng đang đầu tư hàng tỷ đô la vào các mẫu xe điện có giá cả phải chăng, hay như Tesla, siêu sao trong ngành. Ông cho rằng VinFast đã phải vật lộn giành thị phần to ở bên ngoài Đông Nam Á. Sự nhiệt tình của phố Wall đối với các công ty phát triển mới nổi đã nguội lạnh ở Mỹ. Điều này có thể làm giảm hy vọng của VinFast về niêm yết ở New York. VinFast được thành lập vào năm 2017, là công ty thành viên của tập đoàn Vingroup. Trang web của VinFast nói Vingroup thành lập vào năm 1993 và hiện nay tổng giá trị vốn hóa của 3 công ty niêm yết đạt 35 tỷ USD. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam, công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố kết quả kinh doanh ô tô vào tháng 2 năm 2022. Họ cho biết trong tháng 2 có tổng số 1.154 xe đã bán ở thị trường Việt Nam, một con số rất ít ỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin "Một nước cờ của Nguyễn Tân Dũng, 8 năm sau Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi". Cả bàn cờ thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thắng. Tuy nhiên, dù thua cuộc, ông Nguyễn Tân Dũng cũng đi một nước cờ tưởng như đơn giản, nhưng phải mất 8 năm ròng rã. Bằng đủ mọi cách thì vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng mới giải xong. Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 9 năm, khi ấy ông Nguyễn Phú Trọng còn đang ở cửa dưới. Tuy nhiên, ông tham vọng rất lớn. Chính vì vậy mà ông vận động Bộ Chính trị ủng hộ ông kỷ luật ông Nguyễn Tân Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 diễn ra giữa tháng 10 năm 2012. Kết quả không thể lột được chức Nguyễn Tân Dũng, và ông Nguyễn Phú Trọng phải đọc bài diễn văn bế mạc tại hội nghị trong nước mắt vì kế hoạch thất bại. Nước cờ này ông Trọng đã thua. Tuy nhiên, với ông Trọng thì thua một nước cờ không có nghĩa là thua cả ván. Vì vậy mà ông vẫn vận động Bộ Chính trị chuyển chức trưởng ban Trung ương về phòng chống tham nhũng về tay để ông nắm. Kết quả là ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162 QĐ-TV chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay ông Nguyễn Tân Dũng sang tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nước cờ này ông Trọng đã thắng. Biết là phe ông Nguyễn Tân Dũng có binh đông tướng mạnh, nếu không lập thêm ban bệ, tuyển thêm đệ tử thì ông khó mà có được chiến thắng trước ông Dũng. Thế là đầu năm 2013, ông Trọng cho lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó bố trí Vương Đình Huệ về nắm Ban Kinh tế và bố trí ông Nguyễn Bá Thanh về làm trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tân Dũng hai tay chơi cờ cự phách. Tiếp theo là vào kỳ Hội nghị Trung ương thứ 7 của Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra vào giữa tháng 5 năm 2013, thì ông Trọng tính đưa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Thế nhưng ý đồ này bị ông Nguyễn Tân Dũng chặn đứng. Ông Dũng đã loại Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ trước cửa thiên đường. Thay vào đó, ông Dũng cướp lấy 2 suất ủy viên Bộ Chính trị đó và trao cho người phe mình. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân. Đây là một nước cờ mà Nguyễn Phú Trọng đã thua chua chát trước ông Nguyễn Tân Dũng. Và sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã nhiễm bệnh lạ và qua đời, bỏ lại Ban Nội chính tồn tại nhưng một cái xác không hồn, vì đó lại là một lần thua nữa của ông Nguyễn Phú Trọng trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Và câu hỏi đặt ra là nước cờ Nguyễn Thị Kim Ngân có phải là nước cờ hay nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng hay không? Phe miền Nam lúc đó có hai nhóm mạnh là nhóm Lê Thanh Hải cát cứ tại Sài Gòn và nhóm Nguyễn Tấn Dũng khuynh đảo ở Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thuộc nhóm lợi ích miền Nam nhưng làm việc ở Trung ương nên bà chỉ có thể đầu quan cho phe bà Dũng. Trước bà Ngân thì chỉ có bà Tòng Thị Phóng là vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bà Phóng thì cho thấy năng lực có hạn và các phe đấu đá nhau không chuộng bà cho lắm. Còn bà Ngân nhờ theo phe bà Dũng mà được vào Bộ Chính trị bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh vào năm 2013 bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Nói về việc bà Ngân vào Bộ Chính trị là nước cờ của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng về vị trí con cờ thì chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chiếm mất vị trí của Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ là con cờ cho Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là con cờ cho Nguyễn Tấn Dũng và bà Ngân đã thắng. Sau nước cờ thất bại đó, ông Vương Đình Huệ rút về Ban Kinh tế Trung ương, ngồi im lìm không dám động tĩnh gì. Bởi ông Huệ biết nếu hung hăng xung phong thì sẽ đụng ngay cú phản đòn của bà Dũng thì mất hết sự nghiệp chính trị. Và Vương Đình Huệ cũng đã đúng khi mà người cùng ông làm con cờ cho ông Trọng là ông Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng đột ngột. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2011 sau bà Tòng Thị Phóng. Bà Tòng Thị Phóng là người được ông Nông Đức Mạnh giới thiệu vào Bộ Chính trị và bà đã trúng cử vào cơ quan này vào năm 2011 và sau đó làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đến năm 2013 bà Ngân mới vào Bộ Chính trị. Lúc đó Quốc hội có hai Phó Chủ tịch là Ủy viên Bộ Chính trị, đó là bà Phóng và bà Ngân. Tuy nhiên dù là Phó Chủ tịch Thường trực thì thế của bà Phóng không bằng thế của bà Ngân, vì bà Ngân được ông Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn. Và điều dở của ông Nguyễn Phú Trọng là không chịu hỗ trợ bà Tòng Thị Phóng để bà ngăn cản bà Ngân, nên đây có thể nói là một sai sót khó chấp nhận của ông Nguyễn Phú Trọng. Và Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiến dù ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực. Cái may mắn của bà Ngân là người ủng hộ mình vừa đi một nước cờ hay trước khi mất quyền lực. Thỏa thuận trước khi rút lui đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tứ trụ. Bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay nắm được một ghế trong tứ trụ tại Việt Nam. Tuy nhiên cái may của bà Ngân là ông Dũng thỏa thuận không chỉ đưa bà vào mà còn đưa Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải. Chính nhờ hai người này mà bà Ngân được yên ổn ngồi chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội đến hết nhiệm kỳ của mình. Dường như chặt vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng chỉ chú ý đến các đấng mày râu chứ ông Trọng không chú ý phụ nữ. Vì đơn giản ông Trọng ngán ngại các đấng mày râu hơn là phụ nữ như bà Ngân. Và suốt 5 năm từ năm 2016 đến năm 2021, ông Trọng chú ý vào Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải mà đánh. Để đánh ngã hai người này thì ông Trọng đã mất 5 năm ròng rã, và nhờ đó bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã an toàn ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải đã đỡ đạn cho bà Ngân. Trong 4 chiếc ghế tứ trụ, người ta xếp thứ tự là số 1 là Tổng Bí thư, số 2 là Chủ tịch nước, số 3 là Thủ tướng và số 4 là Chủ tịch Quốc hội. Tuy trên danh nghĩa như thế, nhưng thực chất phải là số 1 là Tổng Bí thư, số 2 là Thủ tướng, số 3 là Chủ tịch Quốc hội, vì chức này có triển vọng lên Tổng Bí thư, chứ chức Chủ tịch nước là không lên được nữa mà chỉ có thể về vườn. Và cuối cùng là chức Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội là cao nhất, rất khó lên cao hơn được. Vì phần bà là phụ nữ, phần vì thế lực ủng hộ bà đã không còn thực quyền nữa. Vì vậy, ông Vương Đình Huệ sau khi thất bại trước Phạm Minh Chính thì ông lại muốn đoạt cái ghế Chủ tịch Quốc hội hơn chiếc ghế Chủ tịch nước, vì ngồi ghế này ông Huệ hoàn toàn có cơ hội để thực hiện ước mơ như Nông Đức Mạnh hay ông Nguyễn Phú Trọng là lên chức Tổng Bí thư từ vị trí Chủ tịch Quốc hội. Và muốn dạt vào chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ phải đợi đến khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân hết nhiệm kỳ ông mới thay thế được. Hóa giải nước cờ sau 8 năm, nhưng sau chơi chưa kết thúc. Từ khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân loại Vương Đình Huệ khỏi Bộ Chính trị năm 2013 cho đến khi ông Huệ thay bà Ngân lấy chức Chủ tịch Quốc hội thì thời gian là 8 năm. phải mất 8 năm với nhiều ẩn dật chờ thời ở Ban Kinh tế Trung ương thì thầy trò Nguyễn Tân Dũng và Vương Đình Huệ mới hóa giải cho được. Như vậy, ba nước cờ chính mà ông Nguyễn Tân Dũng đi là nước cờ Đinh La Thăng bị ông Dũng hóa giải năm 2017, sau đó hơn một năm. Nước cờ Hoàng Trung Hải bị ông Nguyễn Phú Trọng hóa giải sau 4 năm và nước cờ Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trọng hóa giải tiếp sau 8 năm ròng rã và kết thúc ba nước cờ mà ông Dũng đã đi trước khi rời chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên, sau khi ông Trọng và ông Huệ loại bỏ bà Ngân khỏi chiếc ghế chủ tịch Hội, tức là nước cờ cuối cùng đã bị hóa giải, thì liệu rằng ván cờ giữa hai đối thủ truyền kiếp đã kết thúc chưa hay vẫn đang còn tiếp tục? Đây là hình ảnh nước cờ được hóa giải sau 8 năm. Có thể nói cuộc chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tân Dũng vẫn chưa kết thúc. Vì sao như vậy? Vì trước khi tàn cờ cuối cùng thì ông Dũng đã đi nước cờ mới. Lần này không phải dùng thuộc hạ làm con cờ mà ông dùng chính con trai của mình, Nguyễn Thành Nghị. Không biết ông Trọng có thấy bài học 8 năm mới giải một nước cờ của ông Dũng hay không? Nếu ông mà lơ là để 8 năm sau mới loại được Nguyễn Thành Nghị thì e lúc đó Nguyễn Thành Nghị đã ngồi chiếm trệ trên một trong 4 chiếc ghế của tứ trụ mất rồi. Và lúc đó kẻ chiến thắng lại là ông Nguyễn Tân Dũng chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Vì sao như vậy? Vì hiện nay có một nước mà Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thua đối với ông Dũng, đó là phần con cái. Con cái của ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn vô danh, trong khi đó khả năng rất cao là Nguyễn Thành Nghị sẽ nắm chức Phó Thủ tướng vào thời gian tới. Ông Trọng biết Nguyễn Thành Nghị là nước cờ sống còn của ông Nguyễn Tân Dũng và ông đã 5 lần 7 lượt ra tay chặn nhưng chưa thành. Không biết 5 năm tới liệu rằng ông Trọng có loại được Nguyễn Thành Nghị ra hay không?